cơ đi luôn nè, đó. Rợ đẹp ha. Anh cái bánh bò này mà thường thường anh Hậu bỏ mối cho khách là bao nhiêu tiền một cái anh Hậu? 40 hoặc 45 ngàn. Dạ. Rồi tiền xe là anh chịu hay là khách chịu? Nó tới nhà tôi lấy. À. Nhà cúng tới nhà lấy. Dạ. 40 hoặc 45 ngàn ngày to lắm. Cái bánh này là Thảo nghĩ là cái bánh này chắc cũng hơn nửa ký chứ hả? 650 ra. 650 ra. Dạ. Thấy nặng mà. 650 trở lên. Năm ấy là hơn cái lò bự hơn, khóc là 100 bánh. Em thấy có mấy cái lò là hấp mà 5-6 tầng luôn á. Đúng rồi. Nó bị nó múc, em làm nó bắn. Đây chính rồi đó cả nhà ơi. Xe cái kiểu khác chứ không phải xe kiểu đèn thường mình. Quá ấm. Đây lại đi. Nếu nó có hang là nó sẽ thông, nó thông hơn. Bánh bò mà hấp bằng bếp củi cả nhà, thì lửa nó mạnh á, cái bánh bò nó nở rất là đẹp. Để chút nào mọi người coi cái bánh bò bếp củi nó ra này, nở rất là đẹp luôn, tại lửa nó mạnh, nó phật á, nhiệt nó cao á. Chính rồi đó cả nhà ơi, bây giờ là ra lò thôi. Rồi bánh ra lò, bánh này nóng quá đẹp luôn á cả nhà ơi. Bánh mà hấp bằng bếp củi mọi người coi nè, cái bánh nó nở đẹp chưa, quá là tuyệt vời luôn á.
cái ổ bánh bò này là nó nở, nó nứt hoàn toàn một cách tự nhiên luôn cả nhà. Đâu có, có người hỏi mày có lấy dao gạch không? Trời, đang lửa sôi chứ không sao lấy dao gạch. Không có dao, không có rạch được gì hết trơn á. Nó hoàn toàn tự nhiên vậy này. Đó, người người Hoa người ta cúng, người ta có quan niệm là mọi thứ mà khi mà cúng thì nó nở, bung nở ra vậy là người ta rất là thích nè. Nghi ngút luôn. Cả nhà có thể thấy là hai cái bánh mà nó khác nhau nha. Cái bánh mà mới ra lò thì nó còn trắng lắm. Còn cái bánh mà lâu rồi nguội bắt đầu nó bóng lại, nó dẻo lại. Đó, nó rất là hay luôn. Bánh này nó nguội này nè, nó dẻo, cái mặt trên nó bóng lại này, nó láng. Dạ, nó hồi cái mặt trên lại. Đó, anh bò đẹp chưa? Mày mất cúp cho nó. 9 giờ rồi chị cũng làm chưa? 9 giờ 14 mà. Chị cũng làm đấy à? Rồi mấy bánh kia sao? Rồi còn chút xài nữa. Quá, nó đi gớp nhưng mà nãy giờ căng thế này. Để khỏi rất là mạnh luôn. Năm ấy là tôi cái lò bự hơn, khóc là 100 bánh. Em thấy có mấy cái lò là hết mà 5-6 tầng luôn á. Đúng rồi. Lò nhỏ. Em mới làm thí điểm thôi. 10 tầng. Một cái mâm nó bự lắm, cái mâm là... Em cứ để lên đây cho anh quay. Cái mâm là một mâm là 10 cái. Để mới lên cái tóc là không chia gì ra. Dạ. Bánh bò đổ vô cái chén này về lấy ra cô hả? Ừ. Thì cái này cũng nở mà. Bột tới là nó nở. Dạ. Đủ men là nở, thiếu men cũng nở. Sau khi để nguội lấy bánh ra đó thì cô là thức cả đêm không có chợp mắt luôn á hả? Đâu có, hồi tối có ngủ. À. 1 giờ đi ngủ. Ngủ được mấy tiếng? 2 tiếng rưỡi. Dạ. À, mấy cái ngày mà làm bánh nhiều này là cả đêm coi như là không ngủ, mệt quá thì tranh thủ chợp mắt được tí thay nhau vậy đó.
Đây có cây ổi xẻ này cả nhà, trái ơi là trái luôn. Ổi này ăn chua chua ngọt ngọt rất là ngon. Đó. Có hết rồi trái luôn này. Cô kêu hái ăn đi. Trái này chín hết. Có mấy trái chín rồi đó. Như trái này là ăn được nè. Ăn chua chua ngọt ngọt, hãy thử trái này ăn coi. Ổi xẻ này ăn mới ngon. Chua quá, chua chua nhưng nó thơm. Cái thao này là mình hai thao này mình mới vô bột, mình nhồi bột và mình để được 3 tiếng rồi thì nó nở lên như vậy này. Khoảng 3 tiếng nữa thì nó sẽ đầy lên cái thành thao, là khi đó là đem vô đường là được. Đó, đây là cái thao bột mà sau khi mà mình cho vô bột gạo cả nhà, mình để 7-8 tiếng là nó nở lên đầy thau vậy nè. Bây giờ đem xuống cho vô đường. Vô đường xong mới để thêm 2 tiếng nữa mới đem đi hấp. Quy trình của nó làm là như vậy đó. Bánh bò, bò xốp, bánh bò bông. Cả nhà biết cái thau bột này là người ta chưa lại làm gì không? Cái này là bột cải á. Khi mà mình một thau đầy như này, người ta đổ bánh bò thì người ta chừa lại một ít ở dưới cái đáy cái thau này á, thì người ta chừa lại vậy bột nó bắt đầu tiếp tục nở 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 ra, nhưng mà nó sẽ không có đỡ lên được đầy cái thau này đâu, nó nở chỉ có một khoảng nhất định thôi, tại vì cái bột cải mình chừa lại nó rất là ít á, thì nó nở lên chừng này này. Xong bắt đầu người ta lấy cái bột cải này, người ta xay bột gạo, người ta đổ vào đây tiếp tục là cái hỗn hợp men trong này nó có sẵn á, nó sẽ tiếp tục lên men cái bột gạo. Rồi người ta sẽ cho thêm bột gạo vô, người ta nhồi và cái men đó nó sẽ nở 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 ra đầy cái thau này luôn. Đó, bánh bò thì người ta làm là người ta nhờ vào cái bột cải vậy đó cả nhà. Người ta chỉ có bỏ một ít men ngay từ đầu thôi. Sau đó từ những cái men đó là người ta nó sinh sôi nảy nở ra vậy đó. Cả nhà ơi, cái thau bột á, để sau 8 tiếng thì nó dày bột này, nó nở lên gần đầy cái tràn cái thau luôn này. Đó, để xíu nữa là nó tràn luôn rồi đó. Cái này bây giờ là được có thể trộn nước đường vô nữa, là phụ thêm 2 tiếng nữa là đem đổ cả nhà, em hấp. Những cái thau bột này nó bò lên, nó bò lên đầy cái thau luôn này. Cái này nó bò ra ngoài, người ta kêu bánh bò đó. Làm cái gì mà không chỉ, không xê đấy, cái gì mà đó. À, cái này mình múc một chén. Đó, cái bột này cả nhà, nó nở lên đầy cái thau vậy á. Càng lúc nó càng nở thì người ta kêu bánh bò, nó bò ra, đôi khi để càng lâu nó bò ra khỏi cái thau là kêu nó là bánh bò đó. Bây giờ nó mịn, nó chảy xuống này. Thank you.
rất là mịn luôn. Mịn đẹp ha. Mịn là do nó làm chặt đó. Dạ. Chặt quá. À, nhờ cái máy nó siết chặt đó, nó cho nên ra là mịn. Cái bột gạo sau khi xay á, bây giờ á, là mình đem đi trộn cả nhà. Thì anh Hậu, cái hỗn hợp này thì nó cũng là bột gạo không ạ? Hỗn hợp này còn gạo xay. Dạ. Gạo xay với một ít bột gạo. À, mình cho ít bột gạo khô nữa. Dạ. Khô nữa, theo tỷ lệ nhất định đó. Dạ. Rồi mình trộn luôn, mình cho nước mình trộn luôn. Nói chung là để làm được cái bánh bò này là nó cũng trải qua rất là nhiều bước, kỳ công lắm, cực khổ lắm. Dạ. Nó kỳ công bánh nó mới ngon. Dạ, em Thảo mà để mà quay được cái ổ bánh bò này là cũng phải mất rất là nhiều thời gian để mà ngồi chung á. Kể từ khi mà ngâm gạo này, ngâm gạo sau 7-8 tiếng mới đem đi xay, xay xong bây giờ là trộn bột gạo vô. Rồi bắt đầu để cho nó lên men tự nhiên. Cái khâu này là khoảng mất khoảng mấy tiếng anh Hậu? Khâu này hả? Dạ, cái khâu mà để cho nó lên men tự nhiên này nè. Khâu này chắc phải 5 tới 7 tiếng, tùy theo cái nhiệt độ, tùy theo cái nhiệt độ môi trường đúng không? Đúng rồi, dạ, tùy theo nắng hay là mưa vậy đó cả nhà. Nhiệt độ mà nắng thì nó lên nhanh lắm. Lên men tối ưu 35 độ. Dạ, nhiệt độ mà tối ưu là 35 độ. Làm em phát triển khỏe. Dạ. Đây này cả nhà, là đây là cái thau bột. Mình rút ngắn được cái quy trình á, tại ảnh hôm nay làm nhiều cho nên là có được bột cuốn chiếu, là cái thau bột này là đạt 6-7 tiếng rồi. Từ cái khâu hồi nãy đó xong rồi bây giờ đến cái khâu này được 7 tiếng thì nó nở lên như vậy này. Đó, bây giờ là cho đường vô ảnh. Cho đường vô. Đó. Đường thì đường cát hoàn toàn luôn cả nhà, đường cát trắng thôi, không có đường hóa học hay là không có bậy bạ gì hết á. Cái khâu mà cho đường này xong cũng phải cho nước vô hả anh? Cho một ít thôi. Dạ. Vậy em thấy có nhiều trộm họ đường họ nấu sẵn luôn thì sao? Cái đó bánh bò kỹ chen đó. À vậy á, em thấy họ nấu với nước dừa á, nước cốt á, xong rồi họ cho vô đó, thì cái nhưng, là nhưng mà nhiều người ta cũng không biết giải thích. Dạ. Nhưng mà cũng không cần vậy đâu, mình giải thích theo thực phẩm không cần, tại vì xưa là đường tán ta mới làm vậy thôi. Còn dạ. Đường về đốt nó mềm nó chảy hết là tự động nó tan ra hết hả? À, tại xưa mình đâu có đường cát đâu. Dạ. Đường cát có cái đây hai mấy năm mà giờ nhà mình làm đường cát đâu có làm đường tán được không? Giờ đâu ai làm đường tán, hồi xưa nó đường tán. Có mấy người thì nói là bánh bò họ xài đường tán, nhưng mà đây giờ cô chú anh chị thấy họ xài đường tinh luyện, đường trắng vậy thôi à. Anh, cái sâu này bây giờ là mình bóp cho nó nhiệt, nó tan đường, nó hòa quyện chung với bột đúng không? Rồi sau đó mình ủ khoảng 1.5 tiếng hoặc 2 tiếng nữa hả? Tương gọi 2 tiếng nó lên tới được. Dạ. Nó gấp đôi lên. À, bây giờ nó có đường vô nó vẫn còn tiếp tục nở hả? Nở chứ. Dạ. Mình phải lên men lần 2. Đây là lên men lần 2. Anh gọi là cái này là lên men lần thứ 2 cả nhà. À, cái bột bánh bò mà khi mà có cái đường vô nó đẹp ha. Dạ. Nó mềm, cái này giờ cái lực anh trồn nó hình như em thấy là nó nhẹ hơn cái hồi nãy đúng không? Ừ. Đó, xong rồi bắt đầu là đi ủ như vậy, xong này sẽ lên men lần thứ hai, ủ khoảng 2 tiếng rồi thì đem ra bỏ lên hấp thôi cả nhà. Thì cô chú anh chị nào ở miền Tây á, mà coi clip của Thảo mà biết bánh bò Triền Chiêu á, là đây là cũng là một cái cách làm bánh bò này y chang Triền Chiêu luôn, nó không có những khác gì hết. Rồi để khoảng vài tiếng sau khi mà cái ổ bánh nó hoàn thiện, Thảo quay cho cô chú anh chị coi.
anh Hậu có cho Thảo coi mấy cái hình mà hồi xưa hấp á, y chang ổ bánh bò triền chiêu luôn, nở ra rất là đẹp, nứt ra. Bánh bò này người Hoa kêu là bánh gì anh Hậu? Bánh bò bông. Bánh bò bông. Đó, bánh bò bông hay là bò xốp là cũng là một cái tên gọi của nó đúng không? Đúng rồi. Nó cũng xốp xốp vậy đó. Ở Cần Thơ thì còn có mình chú Triền Chiêu làm mà. Rồi Sài Gòn thì Thảo tìm cũng thấy cái lò nào làm hết. Nhưng mà rất là may ở dưới Đồng Nai thì cái nghề làm bánh bò này nó cũng còn được mọi người yêu mến, cho nên là vẫn còn tồn tại và Thảo tồn tại và duy trì đó. Dạ, và duy trì được đến ngày hôm nay cho nên là Thảo mới có cơ hội quay lại để cho cô chú anh chị gần xa coi biết thêm một cái món bánh truyền thống, nhưng mà mình thì có thể là nhiều người là được ăn qua nhưng mà chưa thấy được cái tầng mắt cái cách làm. Hôm nay Thảo ghé nhà của anh Hậu ở Định Quán Đồng Nai và giới thiệu lại cái quy trình làm bánh bò bông. Cái bánh bò này thì ngày thường thì gia đình anh Hậu vẫn làm với số lượng vừa phải để bọc mối. Trong riêng ngày trùng cựu này ngày 9 tháng 9 phải không anh Hậu? Đúng rồi, 9 tháng 9. 9 âm lịch, người Hoa cúng rất là nhiều, thì làm với số lượng lớn. Dạ dạ đúng rồi, Thanh Minh thì ở cả nước luôn á, Thanh Minh thì người ta cũng bánh bò rất là nhiều, với miền Tây đặc biệt là miền Tây á, cũng bánh bò cực kỳ nhiều luôn. Bánh bò này cúng liên hoan đó, cúng khai trương. Dạ dạ cũng khai trương. Cũng khai trương khai món nhà mới đó. Dạ dạ. Ăn mừng khai món nhà mới. Bánh bò này thì người Hoa Thảo thấy họ hay cũng khai trương để cho nó nở nang, thấy cái bánh nó bung nở. Đúng thì rồi. Mọi việc làm ăn họ quan niệm là nở nang lên vậy đó. Làm ăn thuận lợi. Gần được chứ anh? Được. Anh đánh như vậy là anh cảm giác cái tay nó dưới là nó tan đường phải không? Đúng rồi. Được rồi đó hả anh? Được rồi. Được rồi, anh ủ tiếp 1 tiếng rưỡi. Dạ, ủ thêm 1 tiếng rưỡi nữa. Xong mới đem ra đi hấp. Giờ nó ngồi tới đây nè. Anh nếu mà mình ủ lâu là nó bò lên khỏi cái thau này luôn phải không? Nó tràn ra luôn. Dạ, lại người ta kêu đó là bánh bò đó. Này yêu nghề là mới nổi, cũng có người thích, cũng có người thấy cực quá sợ. Dạ. Thật tình là nếu mà làm cái nghề bánh này mà nếu yêu thích là làm được đâu, phải thức khuya dậy sớm rồi bỏ cho nó trong đó rất là nhiều công sức vào đó. Công sức là trí tuệ. Dạ. Dạ. Tại Thảo cũng đi quay vậy đó, nghề là phải có những cái bánh là phải làm 2-3 giờ sáng đến sáng ra mới có bánh, 1 giờ sáng là phải làm rồi á. Nhưng mà nếu mà làm ít cũng cũng khỏe mà. Dạ, làm ít thì khỏe. Làm ít thì cũng được nhiều tiền. Không được nhiều tiền. Đó. Làm nhiều thì than cực bởi vì. Dạ. Làm ít ngày có 3-4 trăm mà người dớt mình nữa này. Đúng rồi. Cái này bỏ 5 triệu là lấy 2 triệu thôi. Rồi.
đây nè cả nhà, đây là những cái thau bột mà đã ủ lần một á. Sau 6 tiếng này thì nó đã nở lên như vậy này. Bây giờ là sẽ đến cái công đoạn mà vô đường. Quy trình thì nó vẫn cứ lặp lại như hồi nãy đó cả nhà. Khâu này là khâu vô đường. Hai tay cũng hai thau luôn. Bây giờ thì hai tay làm vậy cho nó kịp á, tại vì nó quá nhiều luôn mà có mình anh với em hai đứa cháu à, nên là phải làm vậy. Giờ làm rồi đến đêm độ làm cho kịp bản để mà giao cho khách. Ngày mai phải tăng cường thêm người. Xa nhau cũng nhiều bánh. Thế cực quá à, người ta chạy. Đúng rồi, cực là bỏ chạy luôn. Kiểu vậy. Mà đúng là làm bánh là phải đam mê mới làm được. Mà chỉ có cái khâu vô đường này mới hai tay hai thao được chứ. Cái khâu mà vô bột đâu có trồn nổi phải không anh? Dạ, khâu kia nó nặng lắm. Nếu mà làm nhiều quá mình đầu tư thêm. Đầu tư nếu mà khỏe là phải đầu tư thêm mấy trộn. Có mấy trộn ha. Dạ. Đây thì là anh Hậu vẫn còn làm thủ công hết vậy đó cả nhà. Thủ công của truyền thống xưa giờ. Nó mọc nó dậy lên đó. Nó nổi nó dậy lên. Đây này cả nhà ơi, sau 2 tiếng thì cái thau bánh bò nó nở lên gần đầy cái thau luôn rồi. Nếu mà mình càng để thì nó tiếp tục nở nữa. Nhưng mà đúng giờ thôi thì người ta đem đi hấp. Nếu mà để nữa là nó bò ra khỏi thau luôn á. Đôi khi quên là nó bò ra là kêu bánh bò đó, là cái tên bánh bò nó cũng xuất phát từ đó đó. Đây cả nhà coi cái thau bánh nó nở lên này. Nó dày lên này. Coi cái bánh bò xốp này nó không có sủi tim giống như bánh bò rễ tre cô ha. Theo thứ tự 4 cái thau bột á, thì thau bên tay phải là nó làm đầu tiên thì nó nở nhiều nhất. Ở những cái thau cuối cùng màu xanh thì ra sau thì nó chưa có nở lên cả nhà, nó đang nở dần lên vậy đó. Nó bể. Bây giờ là đang lên bếp.
nhóm bếp để chuẩn bị chút nó sôi lên rồi hấp bánh bò đó cả nhà. Bánh bò của anh Hậu thì vẫn còn làm theo kiểu phương pháp thủ công truyền thống hồi xưa là chầm bằng bếp củi. Sau này hiện đại thì có tăng cường thêm lò điện. Đây đợi cô đang chuẩn bị khuôn để mà đổ bánh bò. Cái này ổ này là cỡ cỡ trung này. Bánh bò mình sẽ đổ trên những cái tấm vải như thế cả nhà đây. Dạ vải mới luôn đó. Chiều Thảo thấy cô ngồi cô cắt. Cắt xong rồi rửa giặt phơi lên cất để dành làm bánh bò. Dạ. Một khay là đổ 5 cái à cô? Nếu mà nấu 5 cái còn cái kia cũng vậy. Dạ. Dạ. Cả nhà coi cây thau bột á, mới có thêm nửa tiếng nữa mà nó dày bột lên này, rất là nhiều luôn, lên gần đầy cái thau luôn rồi. Nếu mà về giờ mà mình để thêm tầm khoảng nửa tiếng là nó tràn ra khỏi cái thau luôn á, là bánh bò đó đó. Đó, cái thau này hồi nãy Thảo quay thì nó chưa có đầy mà giờ nó cũng gần đầy luôn rồi này. Nhanh chưa? Rồi hai thau bên kia thì nó đã lên hơn nửa thau bột rồi đó. Rất là nhanh. Chừng này thì rất là đạt yêu cầu rồi. Bây giờ là múc đem đi hấp, bỏ vô sừng để hấp. Bây giờ là múc bột rồi đi hấp rồi đó cả nhà ơi. Bỏ thêm phở khô nhỏ nhỏ luôn. Như cái bánh bò nhỏ cái là bò củi nó bông hơn. Bánh bò nhỏ hả? Dạ. Mà chưa giờ bánh bò là phải lò củi thôi bạn anh. Lò củi nó ngon hơn. Mình tay mình cái bánh thuận còn người ngoài kia là bánh phát tài. Phát tài thì thằng tài. Tài phát là nó. Còn này là bánh bò. Đây là bánh bò. Của anh Hầu là có mấy size? Size nhỏ này. Size như cái này là size trung hả? 3 size. Được rồi, size đại. Trung và đại. Thank you.
công đoạn này là khỏe khỏe nhất. Còn công đoạn khỏe nó còn lấy tiền. Anh nhưng mà em thấy khi mà hấp lên cái bánh nó nở là cái đó nó nở tự nhiên hay là mình có can thiệp không anh? Nó tự nhiên. Nở tự nhiên. Nha. Yeah. Lúc đẩy vậy đó. Nhưng mà coi nó đã yếu rồi, nó đẩy đi chị à. À, dạ. Yeah. Mỗi giặt luôn, giặt không có thời gian gì ạ. Đâu có dục không? Được rồi, nó hao mòn nó nằm. Nhưng một bộ lợn hay là? Mòn thôi. Nửa lớn 45 phút các cả nhà. Một lần hấp thì là được 6 cái bánh. Cái chảo lớn hơn. Dạ. Cái này cũng lố giờ. Cô nấy cái bột này á hả? Lố giờ. Thì nó càng lố thì nó càng xốp thôi. Đây bánh chín rồi đây. Dạ. Ồ đẹp chưa? Bông pha ghê luôn. Ôi ôi. Rất là đẹp luôn á. Dạ. Đứng ngay cách khoảng. Khoảng chút một phút mà mẹ khách. Đẹp chưa?